Ăn trứng vào buổi sáng tốt cho sức khỏe toàn diện. Trứng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các axit amin thiết yếu và chất sắt. Một quả trứng cung cấp khoảng 70 calo và là một nguồn protein tuyệt vời, giúp ổn định mức độ đường huyết trong máu cũng như phát triển cơ thể. Do vậy, bạn nên bổ sung món trứng trong thực đơn bữa sáng để cơ thể có thể đón nhận được những điều tuyệt vời sau đây. 1. Duy trì năng lượng cho cả ngày. Khi ăn trứng vào bữa sáng thay vì ngũ cốc hay tinh bột, protein và chất béo trong trứng sẽ nạp đầy các mức năng lượng giúp bạn xử lý công việc trong khoảng thời gian dài hơn. Điều này giúp bạn giảm bữa ăn phụ và cuối cùng là sẽ ăn ít hơn. 2. Dồi dào protein. Trứng được xem là nguồn cung cấp protein dồi dào nhất vì nó chứa tất cả axit amin cần thiết cho cơ thể mà chúng ta cần bổ sung từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. 3. Hỗ trợ giảm cân. Trứng là một món ăn đơn giản cho bữa sáng của bạn, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, điều chỉnh khẩu vị và giảm nguy cơ ăn quá nhiều. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng người ăn trứng vào buổi sáng tiêu thụ ít tinh bột hơn trong cả ngày và do vậy hỗ trợ giảm cân. 4. Tăng cường miễn dịch. Selenium là một chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch và điều chỉnh các hormone tuyến giáp. Trứng có chứa rất nhiều selenium và ăn một hay hai quả vào bữa sáng giúp bạn tránh được nhiễm trùng và hình thành một hệ miễn dịch khỏe mạnh. 5. Bảo vệ não bộ. Trứng được xem là thực phẩm của não bộ vì nó có chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp phát triển não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu choline có thể gây ra các rối loạn thần kinh, suy giảm chức năng nhận thức, tăng nguy cơ mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Ăn trứng đều đặn có thể giúp bạn duy trì mức độ choline ổn định và bảo vệ não bộ của bạn. 6. Điều chỉnh hàm lượng cholesterol. Một quả trứng có khoảng 200mg cholesterol, một lượng cần thiết cho cơ thể. Cholesterol trong trứng được cho là cholesterol tốt, giúp làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Ăn trứng vào buổi sáng sẽ giúp khởi đầu ngày mới của bạn với hàm lượng cholesterol được điều chỉnh. 7. Tăng cường thị lực. Trứng có chứa hai chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin, có thể bảo vệ mắt khỏi tổn thương do tiếp xúc với các tia UV. Các chất chống oxy hóa rất tốt cho võng mạc và có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể do tuổi già. 8. Làm đẹp da và tóc. Các vitamin nhóm B rất cần thiết cho da, tóc và mắt và gan khỏe mạnh. Trứng có chứa các vitamin nhóm B được gọi là biotin. Biotin giúp cơ thể chuyển hóa các chất béo và tinh bột thành năng lượng và cải thiện tình trạng của da, móng và tóc. 9. Giúp răng và xương chắc khỏe. Trứng là một trong những nguồn vitamin D tự nhiên giống các tia mặt trời, rất tốt cho sức khỏe của răng và xương. Vitamin D kích thích sự hấp thụ canxi, điều này rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và sức khỏe tim. 10. Phòng ngừa ung thư. Choline, một chất dinh dưỡng đa lượng hỗ trợ chức năng gan, có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Lưu ý rằng choline chỉ có ở trong lòng đỏ trứng gà, do vậy bạn nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.